tôi sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Thanh Thời nha. Và tối nay chúng ta sẽ thấy những cái thành viên còn lại ở phía sau sân khấu một chút xíu nữa sẽ bước ra phục vụ bà con của bác mình. Chúc mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Thanh Thời nha. Rồi chương trình hôm nay là anh trai vượt hàng rào kẻ gai quý vị. Là như có vài anh trai vượt không qua cái hàng rào kẻ gai dưới cái buồng ở lại đúng quý vị. Cho nên em sẽ thay vào những lực lượng mới và được thông báo trước. Cho nên chúc mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Thanh Thời. Và mà cũng sẽ nhắc lại kết thúc chút xíu nữa là độ sẽ phải đi công tác rồi cho nên là không có ở nhà phục vụ tiếp, cho nên hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho các bạn thành viên của Sài Gòn Thanh Thời. Rồi trong nhất là các anh trai đang tham gia chương trình tối nay, bởi vì các bạn sẽ tập dượt rất là kỹ nguyên một tuần hôm qua đi thâu âm rồi nhảy rồi làm chấn động thôi quý vị, cho nên hy vọng là quý vị được từ sớm nha. Rồi xin mời bạn nào nói gì vui vui dạ thì đêm nay sẽ có những anh trai mới hoàn toàn quý vị sẽ có mặt trong đêm nay dạ để thay thế cho tất cả những bạn bận những công việc riêng đó, như là La Văn thì đang thi solo của Bolero nên không thể tiếp tục chương trình được thì chúng ta sẽ thay thế bằng những anh trai khác để chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị mình trong đêm nay đó. Dạ đảm bảo quý vị rằng là tất cả các anh trai đều không phải là con trai đâu quý vị đó thì đảm bảo được rồi. Thế bây giờ ai chưa có vé thì giơ tay lên em cùng hộ. Chương trình này là chương trình nghiêm túc thì tôi phải giới thiệu nghiêm túc chứ sao? Ừ. Mà sao kêu hết bạn tạ đi? Thì em nói đúng rồi mà. Nhưng mà bà kêu nói tầm bạn tầm bạ đi, đừng có nghiêm túc. Vậy hả? Đuổi ta đi chị. Bà nghe thơ lắm. Bữa nay thấy ơn trên diễn gì sao, cái đầu đánh hết trơn phải không? Hồi chiều đi thì xét đắp. Cái mốt công chúa tóc mây. À, công chúa tóc mây. Ừ. Thì tưởng đâu chị giống cái bà miền Tây ơn trên đợt diễn á, cái đầu á, giống cái mẫu bụi rôn gì đó. Ông chú tóc mây là gì đó nha? Ừ, tóc mây phồng lên nha. À, đây là ông chú tóc mây quận 8 đúng không? Quận 8. Không. Ông bãi cái này nè. Cái gì? À, mũi tinh dài. Rồi, rồi đúng cái gì mà bây giờ ai mới trên đài không biết sao có cái đầu dò xuống với nơi chứ? Mấy gì là xuống thì là mấy gì đây? Xuống thì là mấy gì 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 là xuống thì là cái chút đầu tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
màu sắc mỗi chân cứ như nhìn qua ôi sao mà là ai chưa tới nay thì có bao phút mà làm gì có bạn mai ra con số này con số hai con số này con số hai con số hai con số hai số gì đã cũ gì đã cũ gì đã cũ gì đây mây đắp mây hoa đi chân dần ngang muốn ngâu hoa gì con số 6 hợp lệ. Rồi chúc mừng chị gái nha. Rồi em hỏi một lần nữa còn chị có nhân đồng giải không ạ?
rồi, chúc mừng chị luôn một mình ẩm trần cái thưởng đó mà.